nộp muôn trong toàn khay má pi mờ pi bưng nong lẻ hay na khay quàng muôn chơ lưng toàn hay na biển mơ quán đan tinh tàng pa không hối lời bàn mơ nong yêu thương bỏ hòm hương ba mua nhân khiêu mi mơ nong tùng muôn chơ dân chầu khay ni hằng khắp nông trống chiêng bản mường nó ngơi sóng mưa nóng qua có ma kiều xiêu bỏ dù mũ hơi lạnh náo chân ta nóng ơi sương phá nông hương hành nà đoàn kết bom hắc xương vươn cắt cùng bản muôn quý vị, chúng ta sẽ được ổn định chỗ ngồi để chúng ta sẽ chuẩn bị đến với chương trình đại lễ. Xin được trân trọng kính mời. Trăm trăm kiếm trăm mới dương, mười kiếm năm đình giam kẻ mới kiếm kẻ giam. Vòi trăm, vòi kiếm trăm mới dơ trăm, trăm kiếm trăm mới dương. Mười giờ mới dơ mười kiếm năm đình giám kề yêu lắm đẹp mười kiếm kề giám phối giám phối tiền trạm mới giữa trạm chẳng tiền trạm mới giờ mười giờ mới giờ tình yêu yêu bên trang tùng đi đu lắm đẹp ăn bươn
chẳng mà quên lối quên gương rừng tình mến say quên gương rừng mến tình say bởi bạn lên đây bởi bạn đến đây trong khúc hát đời chờ ngàn lời yêu thương trong khúc hát đời chờ của núi rừng. Và chúng tôi xin được nồng nhiệt hơn hoan chào đón quý vị. Chúng ta đang có mặt tại nhịp cầu sân khấu và được trở về với tư gia tòa nhà lớn của gia đình nhà gái chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Và lúc này chúng tôi xin được trân trọng cái chuyện là mời đến hai bên gia đình, toàn thể quan khách, các quý anh em bạn bè thân thiết, quý bà con cô bác hàng xóm láng giềng thân thuộc. Xin mời quý vị chúng ta sẽ được tiến bước trở về đây, cùng được lựa chọn cho mình với những chỗ ngồi lý tưởng và trang trọng nhất để chúng ta sẽ bắt đầu chương trình. Và lúc này đây, giờ lành đã đến và giờ tốt cũng đã điểm. Những làm chương trình chúng tôi xin phép được đồng hành cùng toàn thể quý vị để chúng ta cùng đến với chương trình Đại lễ Vu Quy dành cho Dung Nhi và Văn Lực sẽ được diễn ra ngay bây giờ. Và kính thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về tại nhịp cầu sân khấu chính này để chúng ta sẽ được ngắm nhìn hai gương mặt rạng ngời nhất, hạnh phúc nhất của đôi con trẻ hai bên gia đình chúng ta ngày hôm nay. Nào, xin mời Dung Nhi cùng với Văn Lực nào sẽ cùng khởi thân đứng lên. Hãy nở một nụ cười thật tươi hướng trở về cùng toàn thể các cụ, các bà và toàn thể quý vị ngày hôm nay. Lời cảm ơn chân thành của hai em xin phép gửi đến tất cả quý vị bằng một cái cúi đầu thật sâu được không ạ? Một tràng pháo tay thật to thật lớn nhỉ, để chúng tôi chúc mừng và đón nhận lời cảm ơn này. Và xin mời cô dâu và chú rể tạm an toàn xuống và hòa long trọng bàn chào hạnh phúc trang trọng. Và chúng tôi xin được nồng nhiệt hân hoan chào đón sự hiện diện của quý cụ, quý ông, quý bà, cô mợ, cô bác, chú dì hai bên gia đình, toàn thể quan khách, khách quý, anh em bạn bè thân thiết và toàn thể quý vị chúng ta đang có mặt tại đây. Và lời nói đầu tiên cho phép những người làm chương trình chúng tôi xin được mạn phép thay lời cho trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Bách Thơm trở về với chúng ta từ thôn cao xã Lũng Cao Bà Thước. Xin được đỡ lời cho hai vị đại diện trưởng đoàn của hai bên gia đình chúng tôi xin phép gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời thăm hỏi ân cần và lời chào mừng nồng nhiệt nhất ạ. Và kính thưa quý vị, chúng ta đang được trở về tại khoảnh khắc yêu thương và khoảnh khắc giao thoa của đất trời thưa quý vị. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thôi, và chỉ còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa thôi, thì chúng ta sẽ cảm nhận được những tiết trời vô cùng tươi đẹp của những ngày cuối thu đầu đông. Tiết trời se se lạnh sẽ được trở về với quê hương những tỉnh thành phía Bắc nói chung và trở về với quê hương Lũng Cao Bà Thước của chúng tôi nói riêng thưa quý vị. Và trong một tiết trời vô cùng đẹp trong buổi chiều ngày hôm nay, trong tình người vương vấn thưa quý vị, chúng tôi muốn nói cùng toàn thể quý vị, chúng ta có thể nói với nhau, khẳng định với nhau rằng ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày mà thiên thời địa lợi và nhân hòa, không gian đẹp, thời tiết đẹp và con người cũng đẹp. Chúng ta đã được trở về đây để khoác lên mình với những bộ trang phục đẹp nhất, lộng lẫy nhất, một ngày phúc cho đôi con trẻ được trăm năm hạnh phúc. Và kính thưa với hai bác đại diện trưởng đoàn hai bên gia đình, kính thưa với các cụ, các ông, các bà, các bậc cao niên hai bên gia đình, toàn thể quan khách, khách quý, toàn thể quý vị thân mến. Và chúng ta biết rằng mỗi vùng miền, mỗi dân tộc thì chúng ta sẽ có những phong tục và tập quán khác nhau. Nhưng các cụ nhà ta thường có một câu như thế này ạ, đó chính là thương con thì ngon rau, phải không ạ? Bởi vậy thì trong thời gian trước thì hai bên gia đình của chúng ta đã được ngồi lại bàn bạc đàm đạo thống nhất với nhau sẽ được tổ chức chương trình Đại lễ Vu Quy tại gia đình nhà gái và chương trình Đại lễ Thành hôn tại gia đình nhà trai theo đúng với nét đẹp thuần phong mỹ tục của dân tộc cổ truyền Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa để lại. Và đó cũng là lý do chính mà chúng ta đang có mặt tại đây tại nhịp cầu sân khấu chính này để chúng ta cùng đến với chương trình Đại lễ Vu Quy dành cho đôi con trẻ. Một lần nữa những người làm chương trình chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất xin phép gửi đến toàn thể quý vị. Và kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, còn ngay bây giờ chúng tôi sẽ không để quý vị chúng ta phải đợi chờ lâu hơn nữa. Chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố chương trình Đại lễ Vu Quy dành cho đôi con trẻ, cô dâu xinh đẹp Dung Nhi sánh duyên cùng chú rể Điển Trai Văn Lực xin phép được bắt đầu ạ. Và ngay bây giờ thưa quý vị, xin mời cô dâu và chú rể nào bây giờ một lần nữa sẽ cùng khởi thân đứng lên. Hãy luôn nở những nụ cười thật tươi hướng trở về cùng với hai bên gia đình toàn thể quan khách, khách quý. Kính thưa quý vị thân mến, vào lúc này chúng ta sẽ cùng dõi theo một câu chuyện tình yêu rất đẹp, rất lãng mạn, vượt không gian, vượt thời gian, đã được minh chứng một cách đủ đầy và trọn vẹn. Và kính thưa quý vị, đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió mây sẽ bay và đủ yêu thương tình yêu sẽ đong đầy. Và để cô dâu và chú rể có một chương trình đại lễ trọn vẹn như ngày hôm nay, trước tiên là bạn trẻ sẽ phải dựa trên tình yêu tự nguyện của hai em và sau đó phải hội tụ đầy đủ ba yếu tố cơ bản thưa quý vị, đó là về mặt pháp lý, về gia đình và xã hội. Về mặt pháp lý thì cô dâu và chú rể đã được hoàn thiện xong cách đây ít hôm rồi, phải không ạ? Và ngày hôm nay với cương vị là hai bên gia đình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu
Bên phía đại diện gia đình nhà trai có sự hiện diện của vị đại diện trưởng đoàn, có bố mẹ, các cụ, các ông, các bà, các bậc cao niên, anh em, bạn bè thân thiết của chú rể trở về với chúng ta, hương vị xuyên Hà Giang trở về rất đông đủ thưa quý vị. Và chúng tôi mong muốn rằng gia đình nhà gái chúng ta sẽ vui lòng đổi lấy một tràng vỗ tay thật to thật lớn ạ, để chúng ta được chúc mừng và chào đón những người con của mảnh đất vị xuyên Hà Giang. Và bên phía gia đình nhà gái chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, các bậc cao niên, có sự hiện diện của bố mẹ, anh chị em, bạn bè thân thiết của cô dâu, quý bà con, cô bác của thôn Nủa, xã Lung Cao trở về một cách trọn vẹn và đủ đầy. Chúng tôi tiếp tục mong muốn quý vị chúng ta sẽ nổi lên một tràng vỗ tay thật to thật nữa để chúng ta được chúc mừng và chào đón toàn thể quý vị. Và kính thưa quý vị thân mến, trước khi chương trình chúng tôi được diễn ra thì chúng tôi cũng đã được trở về hỏi nhỏ hai bác đại diện trưởng đoàn của hai bên gia đình. Và hai bác xin phép với toàn thể quý vị, hai bác sẽ không trở về đây để trao dâu nhận rể những lời cảm ơn đến toàn thể quý vị nữa. Và xin phép giao trọng trách to lớn này dành cho MC Minh Hoàng được trở về đây, đứng tại đây xin phép và đồng hành toàn thể quý vị, thay lời đại diện cho hai bên gia đình có lời cảm ơn đến toàn thể quý vị. Ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ được thay lời cho hai bác đại diện trưởng đoàn hai bên gia đình, thay lời cho bố mẹ hai bên gia đình được giới thiệu dâu rể mới ạ. Và trước tiên chúng tôi sẽ được thông báo, báo cáo với bác đại diện trưởng đoàn của gia đình nhà gái, báo cáo với các cụ, các ông, các bà, bố mẹ hai bên gia đình, và đặc biệt là phái đoàn cấp cao của gia đình nhà gái chúng ta tại quê hương Lũng Cao Bá Thước, có một chàng trai thưa quý vị được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương vị xuyên Hà Giang. Và ngày hôm nay một chàng trai rất điển trai tại đứng tại đây thưa quý vị, không ai khác đâu thưa quý vị, đây chính là tân chú rể Văn Lực. Kể từ giây phút này đây, kể từ ngày hôm nay đây, sẽ chính thức là rể con của gia đình nhà trai nhà gái chúng ta đấy ạ. Một tràng pháo tay thật to thật lớn đi ạ, để chúng ta được chúc mừng và đón nhận với chàng rể quý. Và chắc chắn thôi, ngay bây giờ chúng tôi sẽ được thông báo, báo cáo với bác đại diện trưởng đoàn, với bố mẹ, với các cụ, các bà, các bậc cao niên, toàn thể quý bà con cô bác của gia đình nhà trai trở về với chúng ta từ vị xuyên Hà Giang thân mến của chúng ta ngày hôm nay. Có một cô gái thưa quý vị được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương thôn Nủa, xã Lũng Cao thưa quý vị, Bá Thước chúng tôi. Ở ngày hôm nay trong trang phục áo dài truyền thống của dân tộc Việt chúng ta trong ngày lễ cưới thưa quý vị, không ai khác đâu ạ, đây chính là tân cô dâu Dung Nhi. Kể từ giây phút này đây, kể từ ngày hôm nay đây, sẽ chính thức là dâu con của gia đình nhà trai chúng ta đấy ạ. Một tràng pháo tay thật to thật lớn ạ, để chúng tôi chúc mừng và đón nhận cô dâu hiền ạ. Và mỗi chúng ta được trở về đây, chúng ta đều có những tâm niệm, đều có những lời nhắn nhủ về với cô dâu và chú rể. Còn với ban tổ chức chúng tôi ngày hôm nay sẽ được thay lời cho hai bác đại diện trưởng đoàn, thay lời cho toàn thể quý vị xin có đôi lời với đôi con trẻ như thế này. Rất là mong muốn rằng cuộc sống của đôi bạn trẻ kể từ ngày hôm nay và cho đến mãi mãi sau sẽ luôn rộn rã tiếng cười. Chồng thời yêu vợ, con thời yêu cha, sớm khuya hòa thuận cả nhà, đối nội đối ngoại thì phải đậm đà trước sau. Nếu biếu bà nội miếng câu, nếu biếu bà ngoại miếng chầu bà nhai. Và nếu ông nội được nửa đĩa đem tai thì ông ngoại dứt khoát cũng phải được chai rượu đầy. Chớ nên bên béo bên gầy, bên béo thì chớ, bên gầy cười chê. Em nhớ kỹ chưa? Nhớ rồi thưa quý vị, một tràng tay thật to thật lớn nữa không ạ? Để chúng tôi chúc mừng cho đứa con trẻ. Và kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, và ngày hôm nay gia đình nhà trai, gia đình nhà gái trở về rất đông đủ tại nhịp cầu sân khấu chính này, thì có rất nhiều những món quà sẽ được dành tặng cho cô dâu và chú rể. Nhưng trước đó thưa quý vị, chúng tôi mong muốn hai bên gia đình ta, mỗi bên gia đình chúng ta sẽ có một món quà âm nhạc được trở về đây để chúc mừng cô dâu và chú rể. Bây giờ em sẽ tạm màn nghỉ ngơi, an toàn sống bàn hoa là trọng bàn trái phúc một chút. Và kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay chúng ta đã có mặt tại quê hương Lũng Cao, Bá Thước, Thanh Hóa. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nói với gia đình nhà trai như thế này ạ. Ngày hôm nay trở về với quê hương Lũng Cao, Bá Thước, chúng ta đã được trở về với một xã của huyện miền Tây của xứ Thanh, trở về với quê hương của cây chu đá, lá chu đồng, quê hương của dòng sông Mã hiền hòa chảy qua. Vừa trở về với đại gia đình bên phía gia đình nhà gái chúng tôi, thưa quý vị, là một gia đình rất là hiếu khách và mến khách. Và để thể hiện cho sự hiếu khách và mến khách này, món quà âm nhạc đầu tiên chúng tôi xin phép được ưu tiên và nhường phần cho gia đình nhà trai trở về với chúng ta từ quê hương vị xuyên Hà Giang. Và xin được trân trọng kính mời ạ, một vị đại diện của gia đình nhà trai sẽ có một món quà âm nhạc cất cao lên chúc mừng cô dâu và chú rể. Và xin mời ạ, chúng ta cứ thoải mái được trở về đây đi ạ, thể hiện hết mình với những món quà âm nhạc để thay cho lời chúc mừng tốt đẹp nhất gửi đến cô dâu và chú rể. Có lẽ rằng là gia đình nhà trai chúng ta đang chuẩn bị bài hát phải không ạ? Và chúng tôi xin được chuyển sang món quà âm nhạc đầu tiên của gia đình nhà gái. Vâng, xin mời gia đình nhà gái chúng ta sẽ đăng ký đi ạ. Và trở về đây đi thưa quý vị. Và chúng tôi đã nhận được một tín hiệu của một bạn trai rất là điển trai. Một tràng tay thật to thật lớn đi ạ, để chúng ta chúc mừng và đón chào. Xin mời. Trong khi chúng ta đang cùng đến với những món quà này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục rót ra những ly rượu, những chén trà, chén nước, 10 bánh kẹo ngọt với gia đình tham dự mâm tiệc ngọt một cách trọn vẹn và đủ đầy. Còn với toàn thể quan khách các quý, toàn thể quý vị, chúng ta đã nhận được những cánh thiệp trong tay của gia đình. Xin mời quý vị chúng ta sẽ được tiến bước trở về với tất cả những một bàn đại tiệc đi ạ. Xin được trân trọng kính mời. Lời đầu tiên xin gửi lời chào tới các cụ, các ông, các bà, quan biên hay họ, đặc biệt là phái đoàn họ nhà trai đến từ Vĩnh Xuyên, Hà Giang thân yêu ạ. Mời xin phép
thay lời cho gia đình Hà Lê Đà Gái xin kính chúc phái đoàn Họ Nhà Trai luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc ạ. Và xin chúc cho hai cháu cho ngày lễ Vu Ki buổi chiều ngày hôm nay luôn luôn mãi hạnh phúc ạ. Và để chúc cho hai cháu và chúc cho hội trường cưới buổi chiều ngày hôm nay xin gửi tới ca khúc đồng mang tên Hà Tĩnh Quê Hương Ơi ạ. Cho một tràng vỗ tay được không ạ? Tuổi thơ, tuổi mẹ ru bên cánh vòng giò đu đưa cây khế sau hè để người đi mang nỗi niềm thương. Được bần thơ trước mắt anh là trời xanh là biển rộng, đêm trăng lên nghe câu hò em hát thương cha ra đồng bắt con tẹp con cua nuôi con đến người bãi mẹ gầy cô dòng sông la. Bây giờ chúng tôi sẽ mời một món quà âm nhạc của gia đình nhà trai đã chuẩn bị xong chưa ạ? Sẽ được trở về đây. Xin mời ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, và những món quà âm nhạc thì chúng tôi sẽ còn một chương trình giao lưu văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ được trở về với những quà sân khấu dự kiến vào lúc 19 giờ.
thì chúng ta sẽ bắt đầu với những món quà âm nhạc tiếp theo được trở về với nhịp cầu sân khấu. Và lúc này chúng tôi xin được chuyển sang với tất cả những món quà của gia đình chúng tôi sẽ được dành tặng cho cô dâu và chú rể. Nào, xin được trân trọng kính mời em sẽ cùng khởi thân đứng lên nào. Xin phép được đón nhận và rất nhiều về những món quà của đại gia đình. Và kính thưa quý vị, với món quà đầu tiên chắc chắn rồi, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của song thân bố mẹ thân sinh của cô dâu Dung Nhi. Xin được tiến bước trở về với các con, trở về cùng với cô con gái rượu của bố mẹ, trở về với chàng rể quý của bố mẹ để được dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương, hạnh phúc. Và kính thưa quý vị thân mến, và lúc này chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu sẽ là sự hiện diện đặc biệt, sự hiện diện của song thân bố mẹ thân sinh của cô dâu, sẽ được tiến bước trở về với cô con gái của bố mẹ, trở về cùng với chàng rể của bố mẹ đi ạ. Và đồng thời sẽ là người em trai nữa, em trai cũng sẽ được tiến bước trở về cùng với bố mẹ, được dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương. Xin được trân trọng kính mời. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng với hai bên gia đình, và đặc biệt là gia đình nhà Trang đang hiện diện tại nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay, là sự hiện diện đặc biệt, sự hiện diện của song thân bố mẹ thân sinh của cô dâu Dung Nhi cùng với người em trai yêu quý đã được trở về cùng với cô dâu và chú rể, được dành tặng với những phần quà tràn đầy yêu thương từ quý vị. Và kính thưa quý vị, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con, mà che già ôm lấy măng non, sinh con nay mới vuông tròn là đây. Và 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau và biết bao gian truân khó nhọc trong cuộc sống để nuôi con khôn lớn. Và đến ngày hôm nay, ngày hạnh phúc nhất, trang trọng nhất của hai con thì cũng đã đến. Với những người làm cha làm mẹ đang vô cùng hạnh phúc, vô cùng xúc động được trở về dành tặng với những món quà yêu thương dành cho các con. Và thật đúng rằng là nước biển mênh mông không đốc đầy tình mẹ, mây trời lồng lộc không phủ kín công cha. Tàu tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con. Và đó là tất cả những gì tuyệt vời nhất, tinh túy nhất của những người làm cha làm mẹ. Luôn được lo lắng, luôn được vun vén cho hai con có được hạnh phúc vẹn tròn như ngày hôm nay. Và cho phép những người làm chương trình, chúng tôi sẽ được thay lời cho hai con yêu của bố mẹ, xin được gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn chân thành. Trước tiên là đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đã cho hai con có được ngày vui trọn vẹn như ngày hôm nay ạ. Và sau đó xin được kính chúc đến tứ thân phụ mẫu, bố mẹ hai bên gia đình chúng ta luôn có một sức khỏe, hạnh phúc, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn ạ. Một tràng pháo tay thật to thật lớn quý vị đâu ạ, để chúng tôi chúc mừng cho đại gia đình chúng tôi. Và xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Những hình ảnh rất đẹp tràn đầy yêu thương khi được trở về từ nhịp cầu sân khấu thưa quý vị. Và đó là món quà của bố mẹ, đó là món quà của em trai được trở về chúc mừng cho đứa con trẻ được ở trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn với món quà của đại gia đình chúng ta. Và sau đây thì tôi sẽ được trân trọng giới thiệu với những món quà của chú Thi cùng với chú Mừng, thì được tiến bước trở về với các cháu, được dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương. Xin được trân trọng kính mời các chú ạ. Và các bây giờ chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu sẽ là sự hiện diện của hai món quà của gia đình các chú, đó là chú Thi và chú Mừng. Đang còn rất nhiều với những món quà sẽ được liên tục trở về với nhịp cầu sân khấu thưa quý vị ạ. Một lần nữa rất là mong muốn quý vị chúng ta sẽ rót ra những tuần trà tuần nước, những ly rượu thật đầy được nâng lên để chúc mừng cô dâu và chú rể. Và chúng ta tiếp tục đến với những món quà để chúc mừng cô dâu và chú rể. Và chúng ta đang được đến với món quà của chú Thi, của chú Mừng. Và tiếp theo sẽ là chú Ân, gia đình ông Trình, cô Chuẩn Hưng trở về chúng ta từ Di Linh, Dự Lâm Đồng sẽ được chuẩn bị. Và ngày hôm nay có gần 40 món quà của gia đình nhà gái sẽ được liên tục trở về chúc mừng cô dâu và chú rể. Xin được cảm ơn món quà của gia đình các chú, chú Thi và chú Mừng rất nhiều. Và xin mời chú Ân ạ, chú Ân sẽ được tiến bước trở về cùng với cô dâu và chú rể. Và xin mời. Và được trở về với những cầu sân khấu, đó là món quà của chú Tím cùng với em gái được trở về chúc mừng cô dâu và chú rể. Đó đến từ món quà của gia đình chú Ân. Và sau đây chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu món quà của ông Trình và cô Chuẩn Hưng trở về với chúng ta từ Di Linh, Lâm Đồng. Xin được trân trọng kính mời ạ. Và chúng ta sẽ cùng đến với món quà của ông Trình, cô Chuẩn Hưng từ Di Linh, Lâm Đồng. Và sau với những món quà này sẽ là món quà của chú Diệp và cô Hải chuẩn bị. Hãy
xin được trân trọng kính mời món quà của chú Diệp và cô Hải được tiến bước trở về với các cháu và được tặng những phần quà tiếp theo. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời ạ. Chú Diệp và cô Hải. Và sau với những món quà này sẽ là món quà của ông Tâm và chú Vũ sẽ được chuẩn bị. Đã xin được trân trọng kính mời món quà của ông Tâm và chú Vũ sẽ được tiến bước trở về với các cháu được thầy tặng cho đôi con trẻ với những món quà trẻ yêu thương tiếp theo. Được trân trọng kính mời. Đó là những món quà bên đàng nội của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời đón chào sự hiện diện của ông Tâm, của chú Vũ và những món quà của các gia đình chúng ta. Và xong với những món quà này, chúng tôi xin được chuyển sang về những món quà bên phía tặng ngoại họ ngoại ạ. Đó là món quà của bà ngoại cùng với cậu quê chuẩn bị. Xin được trân trọng kính mời bà ngoại cùng với cậu quê xin được tiến bước trở về cùng đứa con trẻ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vẫn đang còn rất nhiều với những món quà sẽ được liên tục trở về với những cầu thân cấu thưa quý vị. Và lúc này chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục rót ra những tuần trà, thuật nước, những ly rượu thật đầy để cùng nâng lên tham dự mâm tiệc ngọt cùng với gia đình chúng tôi. Còn với toàn thể quan khách các quý, anh em bạn bè thân thiết, cô dâu và chú rể, chúng ta đã nhận được những cánh kiều hồng trao tay và được trở về với gia đình chúng tôi. Thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ thoải mái tiến bước trở về với tất cả những mâm bàn đại tiệc của gia đình ạ. Để chúng ta sẽ tham dự bữa cơm chiều, chúc mừng cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời quý vị. Và chúng ta đang được đến với những món quà của bà ngoại và cậu khuê. Và tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời dì Phúc cùng với Dượng Phúc. Dì và Dượng sẽ được chuẩn bị tiến bước trở về với các cháu. Và kính thưa quý vị thân mến, nếu nói về mặt vật chất thì những món quà này tuy nhỏ bé thôi thưa quý vị, nhưng nó mang trong mình tất cả những dòng tình cảm, những lời chúc, sự mong muốn cho đứa con trẻ được trăm năm hạnh phúc, ấm no đến muôn đời, con đàn bà trời đông. Đó mới là điều tuyệt vời nhất và chân quý nhất mà cô dâu và chú rể đang được xin phép được đón nhận đấy ạ. Xin cảm ơn bà ngoại, cảm ơn cậu quê rất nhiều với những món quà tràn đầy yêu thương này. Và như chúng tôi đã được thông qua cùng với tất cả quý vị, ngày hôm nay có trên 30 món quà, gần 40 món quà của gia đình đấy ạ. Vì vậy thời lượng trao quà cũng khá là lâu. Vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp thứ 2 món quà để trở về một lượt, cũng tiện bề cho nhất là chuyên gia của gia đình. Và cậu sẽ nán lại một chút và những bạn chuyên gia của gia đình sẽ được loại và tấm hình lưu niệm. Và tiếp theo chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời dì Phúc và Dượng Phúc. Xin mời dì và Dượng sẽ được tiến bước trở về với các cháu. Chính xác sẽ là sự diện của dì cùng với em Trang và trở về cùng với anh chị. Và sau với những món quà này chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời gia đình Khánh Phương và Hoàng Châu sẽ được chuẩn bị. Và sau khi trao quà xong thì chúng ta sẽ nán lại trong giây lát. Và những bạn chuyên gia của gia đình sẽ được lưu lại những món những kỷ niệm đẹp cùng với những bạn chuyên gia của gia đình. Và lúc này chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời gia đình Khánh Phương cùng với Hoàng Châu. Và sắp với những món quà này sẽ là món quà của gia đình Luật Nhím cùng với ông Thanh chuẩn bị. Xin được trân trọng kính mời món quà của gia đình Luật Nhím cùng với gia đình ông Khanh. Xin được tiến gần sẵn trở về với của sân khấu ạ. Xin mời. Và sau với những món quà này sẽ là món quà của gia đình cậu Thực và ông Duyệt chuẩn bị.
đang còn rất nhiều và những món quà chúng ta sẽ được liên tục trở về với nhịp cầu sân khấu, thưa quý vị. Và xin được trân trọng kính mời cầu thực cùng với ông Duyệt sẽ được tiến gần sẵn trở về với nhịp cầu sân khấu đi ạ. Xin mời. Và xin mời cầu thực và ông Duyệt. Và trong những món quà này sẽ là món quà của chú Bin và ông Lâm Hòa Bình, chuẩn bị. Mới chuẩn bị không ạ? Chúng tôi sẽ cố gắng các thu xếp, đó là hai món quà sẽ được tiến bước trở về với nhịp cầu sân khấu một lượt. Chúng ta sẽ nán lại một chút, lưu lại những hình ảnh đẹp với cô dâu và chú rể. Và xin mời. Và xin được trân trọng kính mời chú Bin cùng với ông Lâm Hòa Bình để chúng ta sẽ được ngắm nhìn hai gương mặt rạng ngời nhất, hạnh phúc nhất của đôi con trẻ hai bên gia đình chúng ta ngày hôm nay. Nào, xin mời Dung Nhi cùng. Và sau những món quà này xin được trân trọng kính mời gia đình anh Cường Giỏ cùng với chú Nhung sẽ được chuẩn bị. Xin được trân trọng kính mời anh nha, gia đình anh Cường Giỏ cùng với chú Nhung sẽ được liên tục trở về chúc mừng cô dâu và chú rể với những phần quà tiếp theo. Xin được trân trọng kính mời. Và sau 12 món quà này sẽ là món quà của ông Tân của dì Tân và Dược Đạt. Ông Tân, dì Tân, Dược Đạt sẽ được chuẩn bị ạ. Và xin được trân trọng kính mời ông Tân, dì Tân, Dược Đạt được tiến bước trở về với cô dâu và chú rể. Và xin mời ạ. Và đại gia đình chúng ta đang còn có những món quà nào đã chuẩn bị nhưng chưa kịp đăng ký hoặc là đang còn thiếu sót không ạ? À, xin mời quý vị, ta sẽ tiến bước trở về với ban tổ chức để đăng ký bổ sung đi ạ. À, xin mời quý vị, tránh cho sự thiếu sót cũng làm chương trình chúng tôi. Xin mời quý vị ạ. Với danh sách của gia đình gửi về với ban tổ chức chúng tôi thì chúng tôi đã mời trở về đông đủ rồi. Và nếu còn các bác, cô chú, chị và toàn thể quý vị nào chúng ta đã chuẩn bị quà nhưng chưa kịp đăng ký thì xin mời quý vị chúng ta sẽ trở về đăng ký bổ sung với ban tổ chức chúng tôi. Và xin mời quý vị. Xin cảm ơn với tất cả những món quà này. Và kính thưa quý vị thân mến, với những lời cảm ơn chân thành nhất của cô dâu và chú rể thì đôi con trẻ chắc chắn rồi, trong thời khắc thiêng liêng huệ hộp này thì cô dâu và chú rể không thể nói hết được bằng lời đâu ạ. Và để thay vào đó, chúng ta sẽ vui lòng đón nhận, đó sẽ là một cái cúi đầu thật sâu của hai em để thay cho ngàn lời cảm ơn, được không ạ? Một tràng vỗ tay thật to thật lớn để chúng ta chúc mừng và đón nhận lời cảm ơn này. Xin mời. Và kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, và chúng tôi xin có đôi lời cùng với chú rể và toàn thể quý vị như thế này. Chúng tôi muốn nói đến đó là tất cả những người đàn ông nói chung và với tân chú rể Văn Lực của chúng ta ngày hôm nay nói riêng, thì trong cuộc sống này, trong cuộc đời này và trên cõi nhân sinh này sẽ phải trải qua và hoàn thiện ba công việc lớn trong cuộc đời, thưa quý vị. Đó là gì ạ? Theo chúng tôi thì đó chính là cưới vợ, tậu châu và làm nhà đấy ạ. Và ngày hôm nay sự hiện diện đủ đầy của toàn thể quý vị đã tạo một tiền đề rất là tốt đẹp cho những cô dâu và chú rể hoàn thiện xong công chuyện lớn đầu tiên dành cho hai bên gia đình, đó chính là dựng vợ và gả chồng đấy ạ. Xứng đáng nhận quý vị một tràng vỗ tay thật to thật lớn ạ, để chúng tôi chúc mừng cho câu chuyện lớn đầu tiên đã được diễn ra thành công và trọn vẹn. Và như vậy thì anh có nhắc đến đó chính là hai công việc tiếp theo mà cô dâu và chú rể sẽ cùng hướng đến nữa, đó chính là tậu châu và làm nhà. Nhưng chúng ta đang được sống trong năm 2024, chuẩn bị bước sang 2025 rồi. Đất nước Việt Nam của chúng ta trong xu thế nhập với bốn biển năm châu thì chúng ta sẽ thay đổi đi một chút. Vấn đề tậu châu thì không còn quá quan trọng nữa, mà em sẽ hướng đến đó chính là tậu xe và làm nhà. Thì không biết trong hai công việc đó thì chú rể đã làm được công việc nào chưa? Xe rồi, nhà thưa quý vị. Và như vậy thì chú rể thì đã có xe riêng rồi. Và như vậy thì công việc tiếp theo hai em sẽ cùng sát cánh với nhau, cùng cố gắng hướng đến đó chính là một xây một ngôi nhà thật đẹp cho hai em, cho bố mẹ, anh chị em trong gia đình nữa. Em sẽ cố gắng nhé. Bắt tay chú rể, cố gắng em. Và một tràng vỗ tay thật to thật lớn đi ạ, để chúng ta được chúc mừng ạ. Và chúng ta tin tưởng rằng đôi con trẻ của chúng ta sẽ làm được công việc này trong thời gian sớm nhất có thể, thưa quý vị. Và kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, quả thật rằng niềm vui và niềm hạnh phúc thì còn mãi mãi, nhưng do thời gian không cho phép, và ban tổ chức tôi thường nói vui với nhau một câu như thế này, thưa quý vị.
Lúc này đây thì cơm đã chín và thịt cũng đã thơm rồi, thì chúng tôi sẽ mời các cụ, các ông, các bà hai bên gia đình, toàn thể quan khách, các quý, toàn thể quý vị, chúng ta sẽ vui lòng nán lại với đại gia đình chúng tôi để dự bữa cơm chiều thân mật. Chúng tôi xin vui chúc phúc dành cho đứa con trẻ. Một lần nữa chúng tôi sẽ được kính chúc cho mối tình thông gia của hai bên gia đình chúng ta ngàn đời luôn được keo sơn và gắn bó. Kính chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và chúng tôi, MC Minh Hoàng cùng với cô dâu chú rể xin có một cái cúi đầu thật sâu nữa thay lời cảm ơn đến hai bên gia đình ạ. Một tràng vỗ tay thật to thật lớn để chúng ta cùng khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ mời gia đình nhà gái và gia đình nhà trai chúng ta sẽ nán lại một chút tại nhịp cầu sân khấu để nhiếp ra chuyên gia của gia đình được giúp đỡ cho hai bên gia đình với những tấm hình lưu niệm. Số lượng ảnh là không hạn chế đâu ạ. Chúng ta sẽ thoải mái tiến bước trở về đây. Và xin mời các ông các bà, cô dì chú bác ở bên gia đình, anh em bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể.